Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chính sách cải cách tiền lương, thu nhập của giáo viên nói chung, giáo viên bậc mầm non nói riêng đã có sự cải thiện nhưng vẫn chưa tương xứng với áp lực công việc. Giáo viên mầm non là làm từ A đến Z rồi, vừa dạy dỗ lại vừa chăm sóc các con. Sáng mà đi từ 7 giờ kém 15, chiều tối mới về. Có hôm về đến nhà phải 6 giờ tối. Không có thời gian để mà chăm con đâu, mà trò chuyện với cả con được nhiều đâu. Một ngày làm việc khoảng 10 tiếng, với đủ việc không tên. Mỗi tháng tổng thu nhập của cô Chiên là khoảng 8 triệu đồng. Đây là mức thu nhập cô Chiên có được sau 25 năm công tác. Đối với những giáo viên trẻ mới vào nghề, lương 8 triệu đồng một tháng vẫn chỉ là điều mơ ước. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Mai, trường mầm non Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, đã có gần 10 năm công tác với nhiều thành tích nổi bật nhưng thu nhập mỗi tháng chưa đến 6 triệu đồng. Nhận được lương một cái là tôi lại phải băn khoăn suy nghĩ, phần dành ra là mua bỉm, phần mua sữa, một phần đóng học cho con, rồi một phần chi tiêu cho cuộc sống điện nước hàng ngày, thức ăn, đắn đo cho nó phù hợp với cả mức sinh hoạt trong gia đình của mình. Chồng tôi bảo hay là đổi công việc khác, nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại thực sự là yêu nghề và yêu trẻ, và bao nhiêu năm đi học như thế mà bây giờ bỏ nghề thì cũng rất là tiếc. Thu nhập của các giáo viên hiện nay chủ yếu gồm lương theo quy định của pháp luật, phụ cấp thâm niên và làm việc ngoài giờ. Thu nhập ngoài giờ được tính theo thời gian các cô giáo chăm sóc trẻ ăn bán trú, chăm trẻ vào ngày thứ Bảy. Khoản phí này được thỏa thuận với cha mẹ học sinh và không vượt quá mức lương cơ bản, với mức thu từ 200 đến 250.000 đồng một tháng mà nhiều nhà trường đang áp dụng. Có giáo viên mầm non đã phải nghỉ việc, chuyển việc hoặc là làm thêm. Trong tháng 10 năm 2023 là cũng có 2 cô giáo là xin thôi việc, xin nghỉ việc, để các cô cũng tìm những cái công việc khác nó phù hợp hơn, nó có mức thu nhập là cao hơn. Thực hiện chính sách cải cách tiền lương, thu nhập của giáo viên đã có sự cải thiện nhưng vẫn chưa tương xứng với áp lực công việc. Thời gian qua, một số tỉnh thành đã ban hành các chính sách hỗ trợ giáo viên có thu nhập thấp. Đây là nguồn động viên tinh thần để các thầy cô tiếp tục gắn bó với sự nghiệp gieo chữ trồng người.